Hi, xin chào 500 anh em. Hôm nay shop sẽ quay clip test combo motor ESC SC35A motor 28 38 4500 kV nè. Hôm nay ngày 22 tháng 6 gửi Hà Nội nha. Motor này có 3 ly rưỡi. Rồi, trước tiên là phải kết nối motor với ESC với nhau. Thì chúng ta gắm cái này là 3 giây bất kỳ nha. Nếu mà motor quay ngược chiều so với chiều chúng ta mong muốn thì gắm bất kỳ hai phích nào rút ra gắm ngược lại nha. Ví dụ như nó ngược chiều mong muốn thì chúng ta tháo, ví dụ dây đỏ dây vàng, dây đỏ vàng đổi qua đỏ, đỏ đổi qua vàng. Rồi. Còn đây là receiver nè. Receiver thì thường chúng ta test cò ga của cái remote xe đó thì gắm vô kênh số 2 ha. Rồi gắm vô kênh số 2. Kênh số 1 là servo lái, kênh số 2 là cò ga. Rồi. Rồi gắm pin vô. Rồi, trước tiên là mở remote lên nha. Rồi. Cắt nó pin vô. Thì đối với bộ motor này nó tối ưu trên pin 2S nha. Tùy theo KV của motor và công suất của ESC thì chúng ta chọn pin cho thích hợp nhé.